mươi. Còn sau mười, còn sau mười, còn sau mười, sống gì ra? Sống gì đây, sống gì đi con, sống gì đây? Không phải tại anh cũng không phải mà tại em. Tại anh bên quá nên hai đứa đành xa nhau. Bốn mười sáu, bốn mười sáu, bốn mười sáu, bốn mười sáu kia là chiếc lá cờ ngân chưa có cân giò số tiếp. Sống gì đây ra? Sống gì đây? Bốn mười sáu, bốn mười sáu, sống gì đây? Sống gì ra? Sống gì ra? Trường sân đông nhất, trường sân tây, con số bảy, con số bảy, con số bảy, con số bảy. Con số bảy, con số bảy, con số bảy, con số bảy, con số bảy. Số gì đây? Số gì ra? Số gì đây? Số gì ra? Tắt nhạc. Lucky Phùng, ra đây anh nói em nghe nè. Gì vậy anh? Không. Sai rồi. Mấy người sai rồi. Đây là thầy ông nội. Thầy, ra đây con biểu. Có gì vậy con? Thầy ra đây đi. Đố con đi giải cứu Jimmy cho. Cái gì? Lâu quá à. Anh chưa hò cho em nghe đúng không Phụng? Chưa anh. Em ngồi dưới đây với anh đi Phụng. Anh hò cho em nghe nha. Dạ anh hò đi anh. Cái bài mà hồi xưa anh nhớ, anh đi làm hồ bốc vác. Anh đứng trên ngay chỗ sân thượng, anh thả cái bao xi măng xuống trúng cái vai em. Bữa đó cái vai em nó hơi nhức, anh mới hò một câu. Hò tại hắn đánh nhạc á, nó đánh bậy. Hò vô nhạc đi, tôi kêu tôi hò chứ tôi có hát đâu. Số gì đây, 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 nào chúng ta cùng cười. Con 40, 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 số gì đây à? Năm gì ra, năm gì ra, năm gì đây à? Từ nay duyên mình thôi đành lỡ duyên. Người đây kẻ đó cách mấy đoạn ngang, duyên em đành lỡ sang ngang. Chuyện tơ chuyện đã bè bàng, ôi thương giùm phương gái đành chạm. 58, 58, 58 và mấy liều nè. 58, 58, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Gió cao dương dương tao tỉnh, trường an ngưng thí đưa chồng mà lái kinh. Người đi tìm chứng công danh ở nơi quê cũ em hẳn nhớ mong. Đời ngày về tiền trong vinh quy, ngựa anh đi trước giống nàng theo sau. Con số sáu, con số sáu, con số sáu là lá cờ hên, xích lô xin dừng xe. Con số sáu là con số đợt giải rồi. Ok, em qua bên đó cho chị Nga xịt phòng em nha. Cái chai dầu thơm trà neo đó em. Xịt cồn chị ơi. Xịt à, đây em có chai xịt cồn rồi. Cảm ơn, trời ơi chị đó dễ thương quá. Rồi ok. Giờ quý vị ơi, vừa qua là con số đợt giải là con số sáu. Bên dưới quý vị nào có kinh trùng con số 6, quý vị bước lên giùm cho em luôn ha. Để em dò lại cho đàng hoàng để phục vụ cho quý vị. Rồi dạ, ok. Dạ rồi, kính thưa quý vị, trong lúc dò số thì nhân viên bên dưới chúng em vẫn phục vụ tấm lá vé mới là 20.000 đồng nha quý vị nha. Rồi quý vị dò số giùm các thi quý vị. Số gánh hát Lô Tô Hương Nam có ký hiệu 719. Đúng ký hiệu Lô Tô Hương Nam. Số đọc dạy con số 6. Số 6 vì điểm qua có 1. 14. 14 có 2. 21. 21 có 3. 47. 47 vừa đủ có 4. Dạ kính thưa quý vị vui lòng dò với lại các thi ha. Đây một chủ nhân đọc dạy số 6, 14, 21, 47. Quý vị không tin tưởng cứ việc lên đây kiểm tra dùm cho em mang ơn quý vị. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ dùm cho Lô Tô Hương Nam. Và trong loại này em được một cái phong bao lì xì rất là dễ thương. Em qua bên BB Phụng. Chị giá 1 triệu đồng ạ. Dạ, BB Phụng sẽ gửi. Rồi em kiểm tra lại cho chị. Dạ. Rồi chị cảm ơn nè em. Em kiểm tra là 2 tờ nha. Chứ xuống dưới á chị Phụng lấy hết tờ em la làng đó nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Ê em gái ơi, lên đây. Chết rồi chị, bữa nay mình khai trương. Đúng là khai trương, hôm nay là khai trương. Em đi với ai vậy? Lên đây có quà, lên đây có quà. Em đi với ai vậy? Em đi với mẹ em, có hai mẹ con thôi hả? Thôi bây giờ chị sẽ tặng cho em hai vé cho hai mẹ con nha.
Ờ, giờ cho các Thi hai mượn hai Minh vé ơi, đi Minh. Dạ. Vé F là vé trúng đó chị ơi. Dạ. Đó, vé F là vé trúng đó. Dạ, cảm ơn chị nha. Chị này dễ thương lắm. Chị rất là ủng hộ cho mấy chị em trong cộng đồng LGBT, đặc biệt cho chị em trong lưu tư Hương Nam. Và quý vị biết không, tại vì chúng em đến đây á, tại vì dướng cái khẩu trang này nè, chúng em nhiều khi còn bị ngại ngại cái khẩu trang, cho nên nhưng quý vị nhớ kỹ, mình phải bảo vệ sức khỏe, cho nên mình không ngại được nữa. Quý vị phải đeo khẩu trang và phải giữ đúng 5K để cho bảo vệ sức khỏe cho quý vị. Và đặc biệt quý vị đi du chơi, nhưng quý vị nhớ là mình vẫn còn người thân ở nhà. Đó, mình vẫn còn người thân ở nhà, mình bảo vệ cho mình cũng như là bảo vệ cho nguyên đại gia đình của mình. Cho nên quý vị vui lòng phục thùng cũng như là theo 5K nha quý vị nha. Và đặc biệt hơn nữa, những người đẹp chúng em đang hoạt động giữ tờ vé 20.000 đồng. Rồi bây giờ Túc Túc ơi, em còn vé không vậy? Trời ơi, mày nhỏ nhẹ lại coi, em nhỏ nhẹ lại giùm chị coi, Túc Túc còn bao nhiêu vé vậy em? Điếm lại giùm cho chị nè, trả lời nhẹ nhẹ nhàng thôi, khán giả người ta giật mình ta... Cái tiếng nó nhẹ nhàng sao ta mua vé được? Bà cười hay bà khóc vậy? Trời, vừa nghe Túc Túc la lên cái bà cười y chang khóc vậy đó. Rồi cái gì? Hoa Suri. Suri ơi, em còn bao nhiêu vé vậy? Hà Tiên Một còn hết vé rồi. La Kim Phụng hết vé rồi. Và Hương Nga còn vé. Vé bên đây là Túc ơi, dạ. Túc ơi, Túc. Đó, đem qua đây, đem qua bên đây nè Túc ơi. Và quý vị ơi, nhiều khi tụi em đeo cái khẩu trang kính đó quý vị, nó sẽ chá chá không thấy quý vị, thì quý vị vui lòng lắc tay giùm tụi em nha. Chị Thi, trong lúc mọi người đang bán, vợ chị nhậu. Chết cha rồi. Em ơi Nga ơi, em không nên nhậu nhiều nha. Con ở nhà nó khóc nha. Rồi, ngay từ bây giờ quý vị nào chưa có vé đầu tư cho mình nhiều tập vé. Còn quý vị đã có vé rồi, mình tập trung vào sân khấu hướng mắt về chương trình. Chuẩn bị, giờ show. Hey. 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 Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Một nửa của tôi ai đã rời xa, ai đã rời xa. Một nửa của anh đánh tròn đánh cát. Một nửa ngày xưa chiều chiều ngồi trên sông ngắm bóng tim tim lúc bình lặng vì cả mình. Còn sao mười, sống gì đây, không phải tại anh cũng không phải mà tại em. Tại anh tính quá nên hai đứa đành xa nhau. Bốn mười sáu kia là chiếc lá cờ nên chưa có cần dò số tiếp. Số gì đây ra? Tắt nhạc. Là Kim Phụng, ra đây anh nói em nghe nè. Gì vậy anh? Không. Sai rồi. Mấy người sai rồi. Đây là thầy ông nội. Thầy ra đây con biểu. Cái gì vậy con? Thầy ra đây đi. Đó con đi giải cứu Jimmy cho. Cái gì? Lâu quá à. Anh chưa hò cho em nghe đúng không Phụng? Chưa anh. Em ngồi dưới đây với anh đi Phụng. Anh hò cho em nghe nha. Dạ anh hò đi anh. Cái bài mà hồi xưa anh nhớ, anh đi làm hồ bốc giác, anh đứng trên ngay chỗ sân thượng, anh thả cái bao xi măng xuống trúng cái vai em. Bữa đó cái vai em nó hơi nhức, anh mới hò một câu. Hò tàn đánh nhạc á, nó đánh bậy. Hò
kêu tôi hò chứ tôi có hát đâu. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Nào chúng ta cùng cười, con 40. Con 40, con 40, con 40. Con 40, con 40. Con 40, con 40, số gì đây à? Năm gì ra, năm gì ra, năm gì đây à? Từ nay duyên mình thôi đành lỡ duyên. Người đây kẻ đó cách mấy đôi ngang, sang ngang chuyện tơ thuyền đã bè bàng. Ôi thương điểm thương gái đành chạm. 58 và mấy liều này. 58 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Gió cao dương dương tao tỉnh, Trường An ngưng thiến đưa chồng mà lái kinh. Người đi tìm chứng công danh ở nơi quê cũ em hẳn nhớ mong. Đợi ngày về tiễn trong vinh quy, ngựa anh đi trước giống nàng theo sau. Con xô xáo, con xô xáo, con xô xáo là lá cờ hên. Xích lô xin dừng xe. Con xô xáo là con xô đợt giải. Rồi ok, em qua bên đó cho chị Nga xịt phòng em nha. Cái chai dầu thơm chà neo đó em. Xịt cồn chị ơi. Xịt à, đây em có chai xịt cồn rồi, cảm ơn. Trời ơi, chị đó dễ thương quá. Rồi ok. Giờ quý vị ơi, vừa qua là con số đợt dạy là con số 6. Bên dưới quý vị nào có kinh trùng con số 6, quý vị bước lên giùm cho em luôn ha. Để em dò lại cho đàng hoàng để phục vụ cho quý vị. Rồi dạ. Ok. Dạ rồi, các đôi quý vị, trong lúc dò số thì nhân viên bên dưới chúng em vẫn phục vụ tấm lá vé mới là 20.000 đồng nha quý vị nha. Rồi quý vị dò số giùm các thi quý vị. Số gánh hát Lô Tô Hương Nam có ký hiệu 719. Đúng ký hiệu Lô Tô Hương Nam. Số đọc dạy con số 6. Số 6 gì điểm qua có 1.